Xin chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay bốn bé sẽ gửi đến quý vị một chút giải trí. Xin giới thiệu CJ trong vai trai làng truyền thông và ông quan huyện quý vị. CJ có cái loa đó quý vị. Anh CJ mang cái loa ở trước ngực đây. Mommy thiết kế. Đó, anh trai làng truyền thông đó. Cái và nón dễ thương lắm kìa. Cái nón này cũng mommy thiết kế có 102 á cho CJ đây nè. Và Lucky trong vai cậu ấm, con của phú ông quan huyện. Đó, Lucky đó quý vị. Và Eva và Cutie là siêu mẫu chuyên biểu diễn thời trang đương thời. Mời quý vị cùng theo dõi. Thông báo đến tất cả các trai làng. Thông báo tối nay gái đẹp về làng biểu diễn thời trang. Thông báo tối nay gái đẹp về làng biểu diễn thời trang, áo tứ thân chứ không khỏa thân. Thông báo gì đấy? Thông báo tối nay gái đẹp về làng biểu diễn thời trang, áo tứ thân chứ không khỏa thân. Thông báo Ôi dồi ôi, nghe sao mà sướng thế? Đây, anh CJ đây, anh trai làng nè, rất là đẹp trai. Đi truyền thông cho các anh trai làng để ra xem đó. Đây là hai siêu mẫu thời trang đương thời nè quý vị. Đang chờ khách đến nè. Em là có cái kẹp ở trên đầu dễ thương lắm. Cutie thì có cái khăn đó. À, ông quan huyện này đi đi đâu vậy? Đi xem gái đẹp biểu diễn thời trang đó. Đâu có cái tay hình như có thấy có cái đeo cái gì á, như là cái baton hay sao không biết nữa. Đâu. Ôi giời ơi, ông quan huyện này có đem cái baton nữa nè quý vị ơi. Cái baton máng trên tay đó. Ông quan huyện đẹp trai quá vậy. Cậu ấm của quan huyện cũng đi xem cái ghế đẹp biểu diễn thời trang à?
hai cha con đó. Mặc đồ đẹp quá đi, đi tới hối hả mà đến nỗi mà thở hì hục luôn. Cha con ngoan nguyện đang chờ được xem người đẹp đây hả? Chờ lâu quá ứ é hả? Chờ chút nha, người đẹp sẽ ra liền, chờ chút xíu. Cha con quan nguyện đang chiêm ngưỡng mấy người đẹp biểu diễn thời trang đó, mặt mày nè cơ luôn. Đẹp đi còn ngó nữa hả? Còn ngó theo hả? Phú ông này mê gái quá nên nói xem mà té xuống với bạn luôn này. Cái gì? Trời ơi, Phú ông đi coi biểu diễn mà bỏ nón với gậy trên bàn luôn quý vị. Cây baton nữa quý vị. Nằm trên bàn mê mệt luôn rồi.
Xin chào tất cả quý vị. Video của các bé đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị video kế tiếp. Nếu quý vị yêu thích và ủng hộ cho các bé, chỉ cần bấm cái like là được. Đừng cho bất cứ hình ảnh bông hoa trái tim mặt cười nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.